Podcast Studio tại Việt Nam được khởi xướng từ năm 2006 với một nhóm nhỏ những người linh hoạt về chuyên môn và đã chia sẻ về một tầm nhìn rõ ràng và thúc đẩy nền nông nghiệp bền vững. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty Fresh Studio như là đào tạo nông nghiệp cho nông dân, tư vấn và giám sát các sản xuất tại trang trại, thực hiện tiêu chuẩn GAP tư nhân và công cộng như Global GAP và ASC, giám sát sản xuất và kiểm soát đảm bảo chất lượng, quản lý kế hoạch và sản xuất giữa các nhóm sản xuất, đào tạo và tư vấn sau thu hoạch. Từ năm 2007, Fresh Studio có trang trại R&D của riêng mình. Nó nằm ở Đà Lạt, là vùng sản xuất rau quan trọng nhất của Việt Nam. Tại trang trại, R&D được thực hiện về phương pháp sản xuất mới và giống rau trên các cánh đồng mở và trong nhà kính. Trang trại R&D cung cấp cơ hội thử nghiệm các sản phẩm trong điều kiện địa phương, đồng thời thu thập bằng chứng cụ thể và hiệu quả của các phương pháp và kỹ thuật sản xuất được thử nghiệm. Những buổi hội thảo trình diễn thường xuyên được tổ chức để chia sẻ kết quả thử nghiệm với khách hàng và nông dân địa phương. Với phương châm tin vào những gì nhìn thấy thực tế, trang trại R&D đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu các công nghệ mới cho khách hàng và nông dân Việt Nam. So với các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực, công ty sản xuất Fresh Studio có nhiều lợi thế hơn vì tất cả những sản phẩm của công ty cung cấp đều được nhập khẩu từ châu Âu, được sản xuất bởi các công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực nông nghiệp. Tất cả các sản phẩm đều được thử nghiệm và thành công trong một thời gian dài trước khi giới thiệu cho khách hàng. Tham gia triển lãm năm nay, công ty Fresh Studio muốn mở rộng thị trường phía Bắc vì đây là một thị trường tiềm năng và có nhiều nhà đầu tư đã và đang đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài việc gặp và được giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, Protech còn tạo ra một cơ hội tìm kiếm các đối tác kinh doanh, cơ hội hợp tác mới. Hẹn gặp quý vị tại triển lãm Protech diễn ra từ ngày 31 tháng 10 đến mùng 2 tháng 11 năm 2019 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE, 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.